Xin chào các em, hôm nay chúng ta qua bài thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa của châu Á. Đúng là chúng ta học bài chính nhưng mà vì bài thực hành này mình chưa có học, và sắp tới mình kiểm tra giữa kỳ thì bài thực hành này sẽ bổ sung thêm phần kiến thức về gió mùa ở châu Á, đó là gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông, thì rất là bổ ích cho các việc kiểm tra, cho nên cô cho các bài thực hành này học trước. Về nội dung của bài thực hành thì có 3 phần nhưng mà chỉ học có phần 1 thôi, đó là phân tích hướng gió mùa đông. Phân tích hướng gió mùa hạ thì chúng ta tự học, tiếng được cô hướng dẫn sơ qua. Phần 3 tổng kết thì chúng ta cũng tự học. Như vậy là phần chính là chúng ta phân tích hướng gió mùa đông. Vào phần giới thiệu thì cô có một câu hỏi, tại vì đây là kiến thức mình đã học rồi. Em hãy trình bày đặc điểm khí hậu và nơi phân bố của hai kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á. Thì ở châu Á có hai kiểu khí hậu phổ biến mà chúng ta học ở trong bài khí hậu về hai khí hậu, thì có các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Trước hết là cô nhắc lại kiến thức khí hậu gió mùa. Có hai mùa rõ rệt, mùa đông khô lạnh ít mưa, mùa hạ thì nóng ẩm và mưa nhiều. Phân bố đó là kiểu khí hậu gió mùa nhiệt đới thì ở Nam Á, Đông Nam Á, kiểu gió mùa cận nhiệt và ôn đới thì ở Đông Á. Như vậy Việt Nam mình nằm trong kiểu khí hậu gió mùa nhiệt đới. Kiểu khí hậu phổ biến thứ hai đó là kiểu khí hậu lục địa. Về đặc điểm thì mùa đông khô rất lạnh, mùa hạ khô rất nóng, và phân bố chủ yếu ở vùng Tây Nam Á và vùng nội địa hay là vùng trung tâm của khu vực châu Á. Đây là kiến thức mà quan trọng để chúng ta nắm được khí hậu châu Á như thế nào. Thì trong châu Á thì có Việt Nam chúng ta cũng phải biết được là Việt Nam có kiểu khí hậu gì và nằm trong đới khí hậu nào. Chúng ta đi vào phần 1, phân tích hướng gió mùa đông. Nhìn vào lược đồ, các em hãy nêu cho cô các yếu tố địa lý được thể hiện trên lược đồ. Thế mình nhìn vào, mình thấy là có rất là nhiều yếu tố ha, nhiều màu sắc tượng trưng cho cái lược đồ này. Trước hết là những chỗ mà người ta ký hiệu chữ chữ T này nè, đây đó chính là ký hiệu của vùng khí áp thấp. Những chỗ mà người ta ghi chữ cờ nè, C này nè, đây là những vùng mà có khí áp cao, ký hiệu là khí áp cao. Hướng gió là mũi tên màu đỏ ha, những cái mũi tên màu đỏ này là hướng gió nè. Các đường đàn áp, đây là những đường đàn áp ha, có ghi chỉ số ở trên. Đó, đây là những đường đàn áp. Vậy thế nào là đường đàn áp? Là đường nối các điểm có trị số khí áp bằng nhau,
cái bài khí áp gió mình đã học ở lớp 6 rồi, học ở bài 19 ha. Thì cái bài khí áp gió thì cũng nói lên được khái niệm khí áp là gì. Khí áp chính là sức ép của khí quyển lên bề mặt trái đất, hay còn gọi là áp suất của khí quyển. Cái này các em học ở bài 19 của lớp 6, sách giáo khoa cũ á. Như vậy, đường đàn áp là đường nối các điểm có trị số khí áp bằng nhau. Ở đây thì ở đây người ta ký hiệu có hai màu, màu xanh và màu màu xanh là vùng áp thấp, màu hồng là vùng áp cao. Thế càng vào trung tâm các khu vực áp cao thì khí áp ở đây như thế nào? Thì càng vào các trung tâm khí áp cao á, thì khí áp càng vào cái ở các khu khí áp cao á, thì càng vào trung tâm thì khí áp nó càng tăng, tức là sức ép khí quyển càng lớn đó. Còn ở các khu khí áp thấp thì sao? Ở các khu áp thấp thì càng vào trung tâm thì khí áp nó càng giảm, tức là sức ép của khí quyển giảm. Dựa vào hình 4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao. Như vậy hình 4.1 là cái hình mà chúng ta xem ở cái slide trước á. Thì các trung tâm áp cao gồm là Siberia, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương và ASEAN. Em theo dõi lại cho cô nào. Đây, trước hết là các khu áp cao Siberia, ASEAN, Nam Ấn Độ Dương, xin lỗi, Nam Đại Tây Dương và Nam Ấn Độ Dương. Còn đây là những khu áp thấp. Còn đây là những khu áp thấp. Trước hết là Iceland, Aleut, Nam Châu Phi, Xích Đạo, Australia. Thì đó là những khu áp thấp. Thì như lớp 6 mình đã học á, vì sao mà lại xuất hiện những cái đai áp thấp và các đai áp cao như vậy? Thì các đai áp thấp và các đai áp cao thì nằm xen kẽ nhau, và các đai áp thấp xích đạo 60 độ Bắc và Nam, rồi các đai áp cao thì ở 30 độ Bắc và Nam và 90 độ Bắc và Nam. Thì cô nói lại là các đai áp thấp thì nằm ở xích đạo là một nè, 60 độ Bắc và 60 độ Nam nè. Các đai áp cao là nằm ở 30 độ Bắc, 30 độ Nam và 90 độ Bắc, 90 độ Nam. Cái này mình xem ở cái hình 50 của sách giáo khoa lớp 6 á, trang 19 á. À, xin lỗi, sách giáo khoa lớp 6, bài 19 trang 58 thì mình thấy rất là rõ. Các đai khí áp trên trái đất có sự phân bố xen kẽ nhau từ xích đạo về phía hai cực ha, từ xích đạo về phía hai cực. Và vì sao mà có sự phân bố như vậy? Thì chúng ta thấy là trên trái đất á, trên bề mặt trái đất á, khí áp được phân bố thành những đai áp thấp và áp cao như vậy là do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương, nên các đai khí áp này không có liên tục mà bị chia cắt ra thành từng cái khu khí áp riêng biệt. Ha, nhìn nhìn lên là chúng ta thấy là những cái khu khí áp riêng biệt này, nguyên nhân vì sao mà nó hình thành không liên tục là do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương. Và là do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên mà các đai khí áp này là không liên tục, và sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương thì sẽ hình thành nên các khu áp thấp và áp cao.
do có sự chênh lệch về về nhiệt độ, cho nên là nó sẽ hình thành ra những các khu khí áp khác nhau. Bây giờ chúng ta quay lại cái trang khi nãy thì chúng ta thấy rằng là các trung tâm áp cao gồm CB Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Azore. Còn các khu áp thấp thì gồm Aleut, Iceland, Xích Đạo, Australia và Iran nữa. Trong sách giáo khoa của địa lý 8 á, thì trang 14 trong cái hình 4.1 thì không thấy áp thấp Iran, nhưng ở trang 15 hình 4.2 thì có. Rồi các em chú ý cho cô. Có hai phần chúng ta tìm hiểu, đó là hướng gió về mùa đông và hướng gió về mùa hạ. Nhưng mà trong phần giảm tải thì mình chỉ học về hướng gió mùa đông thôi. Hướng gió mùa hạ thì các em chỉ xem để phân biệt với hướng gió mùa đông là được. Chú ý cho cô là câu hỏi về hướng gió mùa đông. Dựa vào hình 4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây. Trước hết là vào mùa đông, tháng 1, hướng gió chính từ áp cao về áp thấp. Thì ở đây tại sao mà người ta ghi là từ áp cao về áp thấp mà người ta không ghi ngược lại là từ áp thấp đến áp cao? Cái này mình cũng đã học ở lớp 6 rồi. Gió là sự chuyển động của không khí và không khí luôn luôn chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Cái câu này là mình học thuộc từ lớp 6 rồi. Thì đó là vì sao mà trong cái khung này người ta ghi là từ cao đến thấp là nguyên nhân như vậy. Gió luôn luôn chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp. Còn về hướng gió mùa hạ thì chúng ta tự học. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về hướng gió mùa đông trước ha. Dựa vào lược đồ 4.1, lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông. Tháng 1, ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á. Đây là hình 4.1. Các em nhìn trên lược đồ thì các em thấy là các khu khí áp cao được viết tắt bởi chữ cờ và các khu khí áp thấp được viết tắt bởi chữ tờ, và có hai màu sắc tượng trưng đó là màu xanh và màu hồng. Thì chúng ta theo dõi là trước hết là chúng ta theo dõi như cái khung khi nãy là người ta biểu mình làm cái gì, là trước hết là hướng gió chính của Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Trước hết là hướng gió chính đó. Hướng gió chính. Bây giờ chúng ta thấy cái mũi tên này nè. Cái mũi tên này là hướng gió đó. Hướng gió. Và hướng gió này là vào mùa đông, hay còn gọi là gió mùa đông đó. Rồi bây giờ đây là khu vực Đông Á nè. Khu vực Đông Á ha. Đây là khu vực Đông Á. Còn đây là khu vực Đông Nam Á nè. Đây là khu vực Đông Á. Đây là khu vực Đông Nam Á. Và đây là khu vực Nam Á. Đông Nam Á mình đây. Đó, đây là khu vực Đông Á. Rồi, bây giờ mình nhìn vào cái mũi tên nha, của khu vực Đông Á thì mình thấy rằng là khu vực Đông Á này nè, có hướng gió như thế này nè. Hướng gió của Đông Á chính là hướng gió Tây Bắc. Hướng gió Tây Bắc. Đó, hướng gió Tây Bắc. Các em học sao phương hướng ở lớp 6 rồi.
Hướng này được gọi là hướng gió Tây Bắc. Còn nếu như mà hướng như thế này thì người ta gọi là Đông Bắc ha. Hướng ngược lại thì Đông Bắc, hướng này gọi là Tây Bắc. Rồi, đây tiếp đến là khu vực Đông Nam Á, với cái mũi tên như thế này, hướng gió như thế này thì người ta gọi là hướng Bắc hoặc là hướng Đông Bắc, hướng Bắc hoặc là Đông Bắc. Đây, hướng Bắc hoặc là hướng Đông Bắc, hướng này là Đông Bắc nè, hướng này là hướng Bắc nè, hoặc là Đông Bắc, nó nghiêng qua một tí là Đông Bắc, còn là thẳng xuống là hướng Bắc ha, Bắc hoặc là Đông Bắc. Đó là khu vực Đông Nam Á về hướng gió. Về khu vực Nam Á, về khu vực Nam Á thì hướng này chúng ta thấy rõ ngay, đó là hướng Đông Bắc, hướng này là Đông Bắc, hướng này là hướng Đông Bắc ha. Rồi bây giờ là mình đã xác định được ba cái hướng gió của ba địa điểm, trước hết là Đông Á ở hướng Tây Bắc, Đông Nam Á là hướng Bắc và Đông Bắc, còn Nam Á thì rõ ràng là hướng Đông Bắc. Chúng ta thấy cái hướng của Nam Á nè, nó giống cái hướng này của khu vực Đông Nam Á chúng ta. Như vậy là đây chính là khu vực mà có cái hướng gió là hướng Đông Bắc. Tiếp theo, ngoài hướng gió ra thì còn gì nữa? Hướng gió chính là chúng ta đã xác định rồi. Đông Á là hướng Tây Bắc, Đông Nam Á là hướng Bắc hoặc Đông Bắc, và Nam Á là hướng Đông Bắc. Và cái khu vực này á, là gió thổi từ cái áp cao nào đến cái áp thấp nào. Ví dụ như khu vực Đông Á là gió thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào, hoặc là Đông Nam Á từ áp cao nào đến áp thấp nào, và Nam Á cũng vậy. Rồi chúng ta xem thử nào. Trước hết là khu vực Đông Á. Khu vực Đông Á đây, gió thổi từ là nhìn cái mũi tên nè, hướng mũi tên nè, từ áp cao Siberia, đúng không? Áp cao Siberia đến áp thấp Aleut. Như vậy là đã chứng minh được rằng là gió luôn luôn thổi từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp áp thấp. Gió là sự chênh lệch khí áp ở hai nơi cho nên mới sinh ra gió ha. Nên mình học lớp 6 bài này rất là hay. Tiếp theo là khu vực Đông Nam Á thì hướng gió như thế nào? Nhìn nhìn kỹ ha. Đây, hướng gió ở khu vực Đông Nam Á thì gió cũng thổi từ áp cao Siberia, và thổi về đâu? Có phải thổi qua Aleut không? Không, nó thổi đến áp thấp xích đạo à. Thì đó là cái hướng gió của khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo là khu vực Nam Á thì Nam Á thổi từ đâu? Cũng thổi từ áp cao Siberia. Đây, thổi từ áp cao Siberia. Nhưng mà nó không xuống cái hướng Australia nữa, mà nó đi xuống hướng áp thấp Nam Phi, phía nam của xích đạo, hay là Nam Phi cũng được. Khu vực này là Nam Phi, khu vực này cũng có thể gọi là phía nam của xích đạo. Đây đây là phía bắc xích đạo, đây là phía nam xích đạo. Nhưng mà nằm ở khu vực này người ta gọi là Nam Phi. Đây, cả châu Phi đây thì ở đây là Nam Phi. Chúng ta rõ chưa nào? Rồi cô nhắc lại về cái gió thổi từ khu áp cao về nơi áp thấp thì thổi từ áp cao nào đến áp thấp nào. Trước hết là khu vực Đông Á, gió thổi từ áp cao Siberia đến áp thấp Aleut theo hướng Tây Bắc ha. Khu vực Đông Nam Á thì thổi từ áp cao Siberia đến áp thấp Australia, áp thấp Australia. Và khu vực Nam Á
thì thổi từ áp cao Siberia, đến áp thấp Nam Phi. Như vậy là nhìn vào thì thấy là nhiều màu sắc, nhưng thực ra khi phân tích thì chúng ta thấy rất là đơn giản. Về mùa đông thì chúng ta chỉ cần phân tích hướng gió của gió mùa mùa đông. Khi chúng ta phân tích được cái hướng gió của mùa đông á, thì chúng ta thấy rằng là hầu như là gió mùa mùa đông đều xuất phát trong nội địa châu Á thổi ra. Cho nên khi mình học ở cái bài hai khí hậu á, gió mùa mùa đông thổi từ trong lục địa ra, cho nên tính chất khô và lạnh ha, tính chất khô và lạnh, ít mưa. Nên bây giờ mình đã phân tích kỹ rồi, qua cái bài thực hành mình phân tích kỹ hơn thì mình thấy được rằng là vì sao mà gió mùa mùa đông lại khô lạnh ít mưa. Qua bài thực hành thì càng phân tích rõ hơn nữa, do là hướng gió của nó là từ trong nội địa thổi ra, thì trong nội địa ra thì hơi nước không có nhiều, do đó là rất là khô và khí hậu là lạnh ít mưa. Thì đó là đặc điểm chung của khí hậu về mùa đông, hay nói khác là gió mùa mùa đông ở châu Á. Thì ngược lại với gió mùa mùa đông thì cái gió mùa mùa hạ thì chúng ta cũng phân tích y như vậy, cũng phân tích hướng gió cho cô, rồi phân tích cái xuất phát từ áp cao nào về áp thấp nào, vậy là được rồi. Thì đó là cô phân tích cho chúng ta thấy vì sao châu Á chúng ta lại có cái gió mùa mùa đông lạnh khô và ít mưa, điểm xuất phát là từ đâu và hướng gió như thế nào. Đó. Bây giờ chúng ta thấy cái hướng gió chưa nào? Hướng gió của ba khu vực và địa điểm khác nhau ha: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Thì cái lược đồ về mùa hạ thì cô nói sơ qua, mặc dù giảm tải nhưng nó cũng là kiến thức quan trọng. Thì ở cái mùa hạ thì chúng ta thấy là cái gió, cái hướng gió thổi nó ngược lại với cái hướng gió thổi mùa đông. Mùa đông thì nó thổi từ trong lục địa ra, nhưng mùa hạ thì hầu như là thổi từ biển vào đất liền, cho nên tính chất của mùa hạ là nóng ẩm và mưa nhiều. Chúng ta thấy cái hướng gió có sự ngược lại ha. Thì ở Đông Á thì theo hướng Đông Nam, ở Đông Nam Á thì lại theo hướng Nam hoặc là Tây Nam, còn ở Nam Á thì theo hướng Tây Nam rất là rõ ràng. Ở đây Nam hoặc là Tây Nam, còn ở đây là Tây Nam rõ ràng. Đó. Và khi nó thổi ngược lại thì cũng đều là xuất phát từ những cái áp cao, ví dụ như áp cao Nam Ấn Độ Dương, rồi áp cao như chỗ này là gì, Australia. Và tiếp theo là áp cao Hawaii. Đó, thì đó là cái hướng gió của mùa hạ rồi ngược với cái mùa đông. Rồi sau đó thì chúng ta điền vào thông tin.
Thì chúng ta đã phân tích xong cái bài thực hành. Em chú ý cho cô là cái sự khác nhau về hoàn lưu gió mùa ở châu Á, về mùa đông và mùa hạ. Mùa đông thì gió từ lục địa thổi ra theo hướng đông bắc, tây bắc, mang theo không khí lạnh khô. Mùa hạ thì gió thổi từ biển vào theo hướng tây nam, đông nam, mang theo không khí ẩm và có mưa nhiều. Sự khác nhau về thời tiết của hai mùa ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của con người? Tất nhiên là nó có sự ảnh hưởng. Giữa hai mùa thời tiết khác nhau thì sinh hoạt của con người cũng khác nhau. Tuy nhiên là rất thích hợp cho việc trồng cây nông nghiệp như là trồng lúa nước, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất của con người. Tuy nhiên vẫn có những khó khăn, đó là châu Á chúng ta thường xảy ra thiên tai, hạn hán, lũ lụt, vân vân. Về phần dặn dò thì các em chú ý cho cô là trong tuần sau mình sẽ ôn tập một tiết, rồi mình sẽ kiểm tra giữa kỳ 1 vào tuần chính. Các em chú ý cho cô những cái bài học mà từ đầu đến giờ mình học thì mình sẽ kiểm tra. Đây là nội dung ghi bài, các em ghi bài không kịp thì các em chụp lại cho cô.